đối với anh không phải dạy vợ dạy con từ thở lên ba, mà dạy con từ thở còn trong bụng mẹ. Ủa mà không phải dạy vợ từ thở ban sơ mới về, mà phải dạy vợ từ thở mới quen. Ủa chưa đúng luôn. Đây nè, một cái vế nữa nè. Đối với anh Thảo hiện giờ không phải dạy vợ từ thở ban sơ mới về, không phải dạy vợ từ thở mới quen, mà dạy vợ từ thở chưa quen bao giờ, đó mới là dạy. Ủa cái ủa nữa. Nếu người ta có một hai đứa con có sao không? No problem. Nếu người ta còn cha mẹ? No problem. Nếu cái người đối tượng đó còn ở bên Việt Nam? No problem. Mình tìm hiểu rồi mình rước qua thôi. Yeah. Đúng không? Yeah. Nếu cái đối tượng đó ở bên như vậy Việt Nam được thì Âu Châu, Úc Châu, Canada được hết. Toàn thế giới. Miễn người đó thương mình được rồi. Miễn người đó thương mình được rồi. Yeah. Hết lòng. Hết lòng. Không phản bội. Chân thành. Chân thành. Dùng chữ chân thành hay. Các bạn, ai nghĩ rằng mình chân thành tìm một cái cuộc tình á, à, mập được không? Không, không. Ốm. Chân thành. Không, không, nó chỉ cái dốc dáng người đó. Chân thành. Cần chân thành thôi. Chân thành. Cần chân thành. Ví dụ nè, có một người phụ nữ nọ, họ có một đứa con. Họ đã chia tay với chồng họ rồi, họ là single mom. Okay. Họ 40 mấy tuổi rồi. Ừ. Nhỏ hơn em 10 tuổi. Ừ. Bây giờ họ muốn lập gia đình với em, em có chịu không? Sure. Đó. Em thương con ta như con mình. Dạ. Yeah. Vậy thôi, người đàn ông như em mê, anh vui em mê, of course. Dĩ nhiên là à. Mình thương. Nhưng mà tại vì sao? Hiện giờ có những người phụ nữ đó, khi gặp em họ không nghĩ rằng em còn độc thân. Vậy à? Dạ, yeah, như em là chắc chắn vừa đẹp trai, cao ráo, có công an việc làm, hoặc thì em đã có gia đình rồi. Họ không dám tiến tới. Open. Open, let them know. You are single. Em mở luôn. Yes. Cho người ta biết luôn. Yes. Nhưng mà ta chủ rụt rè luôn. Là tại vì sợ. Sợ. Sợ biết sợ sao không? Tại sao? Cái thằng cha này 50 tuổi giờ này mà chưa có vợ, cha này chắc kinh hoàng lắm. Một là ăn chơi quá trời, hai là khó khăn. Đúng không? Khó khăn thì có thể có. Nhưng mà khó gì? À. Tự dụng muốn nghe nó khó gì chưa biết. Thì bạn theo mấy người bạn của em nói là em khó tính. Khó tính là khó chỗ nào? Em cũng không biết luôn, khỏi người ta chỉ là mình khó tính thôi. Khó tính sao? Phải thích ví dụ rõ ràng. Thì người ta không giải thích cho em sao biết được. À. Nếu mà người ta giải thích em giải thích cho anh rồi. À. Đó. Khó tính hả? Khó tính là vụ gì ta? Em có biết em khó vụ gì không? Khó chịu á, chắc khó chịu á. Khó chịu mà em biết không? Cho mình cái kéo. Em biết em khó chịu vụ gì không? Kỹ lưỡng, người sạch sẽ, ngăn nắp. Sạch sẽ. Ừ. Còn em làm biến lắm á. Làm biến là bác kỹ lưỡng rồi đó. Tiền bạc, có thể tiền bạc. Không, tiền bạc là thoải mái. À. Tiền bạc là thoải mái, dù đó là thoải mái không. À, à. Không có kỹ lưỡng gì đó đâu. Đó là cái càng đúng không? Dạ đúng rồi. Đó thì khó hơn không? Hả? Khó hơn không? Dạ không khó nếu mình không cách. À, ok. Người ta nói nồi nào dùng đó phải không? Không. Có khi mình nấu cái nồi mình đâu cần cái nắp dùng đâu. Nào, bật mí sơ cơ. Hồi nãy nói cái câu là dạy con từ thở lên ba, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về. Tại sao? Đối với anh, không phải dạy vợ dạy con từ thở lên ba, mà dạy con từ thở còn trong bụng mẹ. Ủa? Mà không phải dạy vợ từ thở ban sơ mới về, mà phải dạy vợ từ thở mới quen. Ủa? Chưa đúng luôn. Đây nè, một cái vế nữa nè. Đối với anh Thảo hiện giờ, không phải dạy vợ từ thở ban sơ mới về, không phải dạy vợ từ thở mới quen, mà dạy vợ từ thở chưa quen bao giờ, đó mới là dạy. Ủa? Cái ủa nữa. Rồi, dạy con từ thở lên ba, không được. Mình phải dạy con từ thở còn trong bụng mẹ, không cần, không được. Phải xác minh. Dạy con từ thở con chưa lọt lòng. Ủa? Dạy con từ thở con chưa mang thai nữa. Dạy con từ thở chưa định sinh con. Ủa kỳ vậy? Ủa bao nhiêu lần con? Anh Thảo sẽ giải đáp cái này trong cái trường tập trường tiếp. Ok, cái ủa này hơi đậm à. Đồng ý không? Cái đó nó dạy vợ từ thở mới quen, dạy vợ từ thở chưa quen bao giờ.
dạy vợ từ thời lên ba, dạy con từ thời lên ba thì lứa tuổi 3 tuổi đó nó dễ dạy, 4, 5, 6 tuổi khó dạy, mà sớm hơn nữa khó dạy. Nhưng mà đối với anh dạy con không phải từ trong bụng mẹ nữa, mà dạy con từ thở chưa có món trứng để thành con nữa. Nhưng mà để em nói trước khi hồi nãy em quên à. Nếu mà anh nói như vậy thì một người phụ nữ nào quen đó à, là có con sẵn rồi đó à, mà người ta hơn 3 tuổi sao dạy? Mình đâu có dạy con của ta dạy gì. Thấy chưa, em khó tính đó, bây giờ là cái khó tính của em. Không phải khó tính à? Cái đó câu hỏi của em chứ. Đúng rồi, theo anh nói tại đó. Vì trong lòng em có ý định dạy con người ta không bao giờ okay. Tại vì ba em nói là cái đó, à, ba em nói sao mình có thể chấp nhận người ta mà không thay đổi tính tình người ta được, non sông dễ đổi mà bản tính năng duyên là khó dời đó. Đó là cho nên em không bao giờ gian sông dễ đổi bản đó, tính khó dời, em không bao giờ dám vợ con của ai hết. Đúng rồi đó, nhưng mà cái đó lại là cái sai. Thì cho nên tại vì theo lời anh nói đó nè, mình sẽ dạy con người ta được bằng không phải cái phương pháp dạy người ta à, mà để con người ta học cái tốt của mình, đó là dạy. Đồng ý, cái đó anh đã đồng ý luôn rồi. Ôi, bữa nay ăn confit rồi bữa nay nói chuyện đời như thế, nhậu. Nhưng bữa nay tôi muốn thằng em này phải có gia đình. Cảm ơn chứ, lập gia đình không khó, giữ cái gia đình mới khó. Em chưa có gia đình cho nên em chưa biết cái đó. Ủa em biết rồi, tại em nói em có bạn gái giống như lập gia đình. Ồ vậy vậy. Em có bạn gái thì giống như thôi chứ chưa có lập gia đình à. Nhưng mà bạn gái bỏ em thì coi như giữ khó mới đi. Okay. Đúng không? Nếu em giữ dễ là giờ này con rồi mình hết rồi chưa? Con cua là xong hết phải không? Không còn cái snow crab nữa. À snow crab, ăn snow crab và nó đang snow crab nếu mình dịch tới tiếng Việt thì là cua tuyết. Cua tuyết. Dạ. Cua tuyết là cua Alaska, cua ở vùng Bắc Cực. Dạ. Cái thịt đương nhiên nó không có dai như là cái king crab. Dạ. Nhưng mà nó có cái độ ngon của nó chứ. Cái gì ngọt hả? Cũng như nhiều người thích ăn tôm nhỏ hơn tôm bự. Cho thích, người ta thích gặm. Thích gặm à, sao thích gặm ha? Nói gì nữa? Cũng như là theo em á, em thích ăn cái gì giòn như gặm phải không? Có người thích ăn cá đó, ăn xương. Người ta thích gỡ xương. Và cũng có nhiều thích ăn đầu. Đúng rồi, có nhiều người thích ăn cái cánh gà. Theo em thích ăn cái gì của con gà? Gà hả? Ăn thịt đen, cánh gà, cánh gà nhiều nhất. Với lại theo em á, có người nói em á, nhiều khi á những người mẹ Việt Nam á, người ta thích ăn đầu cá đó, tại vì chừa cái thân là cho mấy đứa nhỏ. Đúng, cũng đúng. Đó. Tại vì không có để xương sắc cho con. Cho nên cái người mẹ mới nói cái câu là, ôi các con ăn đi mẹ không thích, có thịt quá à, mẹ thích gặp xương. Thực ra đó là cái sự hy sinh của người mẹ dành cho con cái. Nhưng mà mấy ông già mà nói, ê, tụi mày đừng ăn chân gà nha, xương sẩu ăn rung đó, mấy ông muốn dành ăn đó. Rồi ăn thử cua biết rồi nè, bây giờ muốn cua con cua này. Wow. Giá. Nè, gỡ nguyên cái gì nè. Wow. Chuyên môn à. Đâu gì có rút luôn. Đó. Wow. Con này con cua nè. Đúng đấy, con này con tôm. Xử lý sao? Marty, can have a do you have a sharp knife? A hard knife. A hard knife. Actual knife. Úi chà. Cái đó phải cái gạch không? Ăn bên ngoài. Bên ngoài. Thank you. Hồi xưa bị gạt cái này hoài à. Cái này đó sao? Là cái phổi của con cua. Oh. Ngày xưa nhỏ đó. Em nói đằng nào đã dầm ăn này hết phải không? Bị gạt hết. Bị gạt phải không? Bị gạt. Cũng như chuồng cắn rúng với bơi phải không? Để chi? Đằng mình ăn cái này người ta ăn cái thịt. À thì đó là vậy. Bị gạt. Mà anh có bị chuồng cắn rúng chưa? Hả? Có bị chuồng cắn rúng. Biết bơi trước khi nghe nói vụ đó. Ồ vậy hả? Người ta để chuồng cắn rúng cái những bơi. Đau thấy bà luôn. Đau thấy một lần nhảy xuống mình chìm luôn. Cái này nó bị gạt phải không? Còn cái lấy thịt này ra thì sao? Hả?
Nè lấy coi. Em á có học một người bạn. À ha. Người ta chỉ em á muốn lấy thịt con cua này á, lấy cùng một con dao bán. Anh đầu tiên phải ăn cái ăn cái đó phải không? Ngon quá. Khoan. Giống như cái này. Nó chỉ khác con cua Cà Mau á, con cua Cà Mau gạch son, gạch đỏ. Em chưa thấy con cua Cà Mau nha. Tại vì Cà Mau mới ăn được con cua phải không? Không có, bên Mỹ vẫn ăn được mà. Cua Cà Mau Mỹ có bán. Nhiều lắm. Đông lạnh hay là đem qua cua sống lại. Oh wow. Dạ. Để nói ủa nhưng mà oh wow đi. Con cá đem qua tới nơi bỏ vô nước con cá lội lại. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Đó bây giờ mọi người hiểu chữ ồ vé là tại sao rồi. Tại sao tôi lấy cái tên phở ồ vé đó. Oh yeah. Khi một cái gì bất ngờ surprise ngạc nhiên. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh, okay. Dạ. Oh yeah. Chứ làm sao mà một con cá lóc đem từ Việt Nam qua Mỹ thả vô hồ dẫn lộ lại được. Nó ngủ à. Cho ngủ lâm sàng. Đông lạnh lẹ cực lẹ luôn. Tự nhiên bình thường lạnh một cái nó khựng lại nó chết liền. Đem qua thả vô nước ấm đàng hoàng lại nó lội. Oh wow, oh yeah. Rồi, bây giờ lấy thịt nè. Ok. Ok. Theo người bạn của em á, người ta có hồi xưa đó, anh học của người này, người ta nói có luôn lột cua, lấy con dao bé, cắt 45 độ. Ok. Cho như vậy. Thì con dao hơi bự nha. Dạ. 45 độ như vậy. Bên chữ đứt ta. Đúng không? Rồi. Đó. Anh bẻ ra. Ok. Thịt không. Ok. Xong rồi lấy một cái đầu hút, khơi thịt nó ra, ok, nó như vậy đó, thịt nó ra, móc thịt ra, cho em phải móc chia tay ngon hơn, nó, thì đặt là như vậy, xong rồi bẻ nó ra, ok, đó, theo nói chung là phải bẻ với cái này, well, thì em học với người bạn của em, đúng rồi, về dân quê à, dân quê Cà Mau nè, rất tốt quá ha, wow, bẻ ra, rồi thịt không à. Né, chúng ta cắm nữa. Hả? Thì theo em cũng ngon, đúng không? Ngon quá, em nhớ Cà Mau. Em chưa ăn cua Cà Mau bao giờ nha. Ở Việt Nam ăn ghẹ nè, cua hoàng đế nè. Thịt à, quá ngon luôn. Bây giờ hết cái này mình tới cái gì? Xong rồi phải không? Còn nữa, nếu mà muốn nữa có nữa. Cái câu hỏi đó đó thì em mời anh. Cái câu hỏi đó nếu mà cái người nào tự ái anh đó thôi đủ rồi. Hỏi giống như không cho khách ăn đó. Có chứ. Cũng như đó, mời người ta lại ăn cơm đấy. Ê, mình ăn từ giờ cũng no quá hăng mày. Ý là không cho ta ăn nữa đó. Ok, xin lỗi. Là... Bây giờ muốn ăn gì nữa? Cái này quyền lợi của tiệm à? Cho. Quyền lợi của tiệm. Tiệm giới thiệu ra nhiều món thì nhiều người biết tới. Vậy thôi. Yep. Còn giữa thấu ăn thì không ăn thua gì hết trơn. Can I have a... Bây giờ này hỏi nè. Mình còn những cái gì ăn giống con huyết giống như gì nữa không? Không có mình chuyển qua. Chuyển qua. Mình ăn cái dục có cơm chiên không? Có ăn ăn bắp tay trở lại cần mình miss cái bạch tuộc. Cái mình sót cái bạch tuộc, mình không sót cái mực vậy đem cái đó ra được rồi còn sót gì nữa. Calamari. Dạ thôi ăn gì đủ à, bây giờ qua món khác. Okay. Nhưng mà trở lại câu hỏi nãy nè. Rồi chuyện nào lập gia đình trời trời không phải nắng phải không? Bữa ăn hôm nay tôi làm mai mà. Tôi nói nè, không lẽ trên toàn thế giới này người Việt Nam, từ Việt Nam cho tới Mỹ, Canada, Úc Châu, Âu Châu, không lẽ không có một người phụ nữ nào hợp với Ted? Ted tên là TED, tức là Ted, tên gọi tiếng Mỹ, 50 tuổi, đã từng gian dở với bạn gái chứ phải gia đình nha, không có con, mà con người đàn ông bình thường, nhưng mà đâu biết được, có thể một người nào do cái duyên gặp, làm bạn. Ví dụ Ted về nhà cũng có người chăm lo hay đi đâu cũng có người ăn chung với mình. Chấm dứt cái tình trạng độc thân ấy. Đẹp trai quá mà, uổng, bỏ uổng, phí quá. Bao nhiêu người phụ nữ người ta muốn có một cái nơi nương tựa đó, tốt mà không có. Trừ trường hợp em quá ích kỷ, em không chấp nhận để mà có một người khác đứng bên cạnh em. Oh, vậy em không thể làm tay.
tức là hai bà. Không có, hai bàn tay là muốn đứng bên nào cũng được hết trơn, hai okay, bà. Okay. Ủa, cái đó hơi mệt. Bây giờ điều kiện của em là như thế nào? Điều kiện hả? Thì không có điều kiện. Chỉ cần hợp với nhau được. Thế nào mới gọi là hợp? Là có thể nói chuyện, đàm chuyện được một câu chuyện. Ok. À, tìm hiểu, có nghĩa là không có gây gỗ nhiều, thông cảm. Cái gây gỗ hay không được cho mình? Thông cảm nhiều. Thông cảm hay không cho mình? Ý anh Thảo nói nè, người ta kiếm chuyện. Ví dụ ta nói, anh ơi anh không có đi nữa, anh đi là anh đi với con nhỏ nào, tự nhiên ghen vậy đó. Đừng đi. Đừng đi thì người ta không ghen. Còn mình đứng đây, à, anh phải đi, tức là mình về mình quá, về người ta trước đi. Rồi sau đó mình nói nhỏ với người ta, anh đi công chuyện, anh đi bạn bè, chứ hay là em đi với anh, người ta hiểu. Đúng không? Kiếm chuyện hay không do mình, khó hay không là do mình, hợp hay không là do mình, chứ không phải do người ta. Nếu mình cứ ôm tay như thế này, đâu có ai đụng tới mình được. Mình dở rộng đàn tay ra, người ta mới vô ôm mình được. Nhưng mà dở bàn tay không ai ôm mình thì sao? Làm sao không có được? Ngay trong đầu đã nghĩ cái không có ai vô. Không, ngay trong đầu đã đẩy người ta ra rồi. Không có, trời ơi khổ quá. Khổ quá. Trường hợp em bóng rồi à? Không, nhưng mà nếu em bóng thì cũng có bạn trai vậy. Không có. Không có. Rồi nha, bây giờ giao nè, dám cho số điện thoại không? Hả? Dám cho số điện thoại không? Không mà nãy hả? Do cho public luôn. Không, không, không. Không. Bây giờ cho anh Thảo. Anh Thảo liên lạc với em. Rồi ok. Yeah. Các bạn, tôi muốn nói một điều này rất quan trọng ngày hôm nay. Bữa hôm nay là tôi đi đến chỗ Kicking Crab, một cái thương hiệu franchise từ California mở tại Houston. Ở tại địa chỉ nhớ luôn nè. 5035 Highway 6 North. Suite là 107 Houston. Cái bữa ăn này là bữa ăn để nhằm giới thiệu cái địa điểm này cho các bạn ở khắp nơi khi đến với thành phố KD, đến Houston, mình có thể đến dưới đây ăn. Ăn cái thức ăn của thương hiệu mà franchise là King Crab. Kicking Crab. Kicking Crab. Cái đó là phụ. Cái chánh ngày hôm nay của tôi là qua cái bữa ăn hôm nay tâm tình. Tình cờ đó là cái duyên gặp với Thang. 50 tuổi. Đó, các bạn nhìn thấy rõ hình dạng, dốc dáng nha, rõ ràng. Đối với tôi rất đẹp trai. Con người hào sảng, biết chơi, biết ăn uống, biết hưởng thụ, đi, có thể bay khắp nơi để ăn uống. Bạn có thể là một người phụ nữ đã có gia đình, rồi chia tay, có thể single mom, có thể là còn độc thân. Cái tuổi tác không quan trọng, có thể bạn trên 18 tuổi cũng đã là một người có thể là có tình cảm được. Miễn đừng dưới 18 thôi. Liên lạc với Dịch Thảo số điện thoại 714-414-3358. Nhớ kỹ là tôi rất bận, nhiều khi không bắt điện thoại, cứ nhắn tin vô. Hoặc cái này hay nhất nè, email cho Dịch Thảo ở địa chỉ mcvietthao@yahoo.com. Tiếng Việt là mcvietthao viết liền chữ nhỏ, a@yahoo.com. Tôi sẽ liên lạc với Thép để cho liên lạc one by one, tức là từng người một với nhau. Tôi chỉ mong rằng người bạn của tôi, người em của tôi có được cái gia đình. 50 tuổi rồi, không có sống hoài được nữa. Được không? Wow, hôm nay là ăn hay là nhậu hay là love connection vậy? Ăn nhậu nó mới ra cái love connection. Love connection tức là giới thiệu hôn nhân. Hôn nhân các bạn. Không phải giới thiệu hôn nhân hả? Mà là cái gì ta? Là mai phải không? Là mai, là mai. Hình như là người ta nói những cái là mai không nên phải không? Bậy, hồi đó giờ bao nhiêu cặp vợ chồng gặp nhau mới nhờ làm mai. Ôi vậy à. Còn không làm mai như cái anh nói hồi nãy là bị cha mẹ chống đối quá trời. Wow. Bây giờ là... Nhưng mà khi mà đã nói rất seriously nha, rất là nghiêm túc nha, là nếu có ai liên lạc là anh Thảo sẽ đưa forward cái email qua, tùy em liên lạc anh nói chuyện. Bây giờ là lúc tìm vợ đi, rồi đến ngày nào gọi cho anh Thảo. Mình có thể như vậy các bạn, ở xa gần quan trọng khi nói họp nhau. Cho dù Việt Nam, ở châu Úc, châu Canada, mình bay tới gặp nhau được, hoặc là test bay tới. Gặp nhau nói chuyện, làm quen, thoải mái, date. Tức là bồ bịch. Để mình tìm hiểu với nhau, nếu được đám cưới. Dự Thảo làm MC cho hai đứa. Wow. Oh wow. Oh yeah. Oh yeah. Thiệt luôn. Okay. Đây là... Nhưng mà em phải thật lòng. Ok, thật chân thành, thật lòng phải không? Dạ. Đây là món mực chiên giòn. Mực chiên giòn. À ha. Đó. Cũng cái cái này là cái... giống như cái chép vậy. Cái chép nhưng mà cái đặc biệt riêng của kicking grab. Thử đi. Bây giờ anh muốn thử không trước. Cũng cái mùi thơm của cái Cajun. Dạ. Yeah.
Đặc biệt cái kitchen crab á, cái hương vị nó có hơi ngọt ngọt ha. Ngọt ngọt. Hay chấm. Thích ngọt hơn thích mặn. Anh nói cho anh nghe nè. Nếu anh là người phụ nữ, anh sẽ lấy em được liền. Ồ vậy à? Dạ. Ồ dạ. Cái đầu quỷ sứ nào vậy? Là như thế này. Em là mẫu người thích được chiều chuộng, thích được yêu thương. Ai cũng vậy mà. Khác. Ồ vậy à? Khác. Ồ dạ. Có người. Ồ shit. Đây chơi chơi vui. Quay quay. Đây là cái nói chơi thôi. Như thế này. Có người sinh ra đời chỉ thích phục vụ. Có những người phụ nữ chỉ muốn lo cho người chồng. Có những người đàn ông chỉ biết đi làm và nuôi vợ thôi. Cậu. Và cũng có những người sinh ra chỉ muốn người ta lo cho mình. Em thuộc về mẫu người con trai út trong nhà, thích được cưng chiều hơn. Cho nên một cái người phụ nữ nào biết chiều chuộng người đàn ông, biết lo lắng chăm sóc, người ta nói là miếng ăn giữ chân người chồng mà. Oh yeah. Yeah. Thành ra nấu ăn cho ngon là giữ chân người chồng. Tay này đi ăn khắp nơi trên thế giới rồi. Nhưng mà thường thường đó, lúc đó nhiều khi mình có nấu nữa, hắn sẽ kéo mình đi ăn khắp nơi, không cần phải nấu. Người nào biết chiều chuộng đàn ông nên gọi vô. Còn người nào nghĩ rằng tôi đẹp, tôi còn trẻ, ông này phải phục vụ tôi, đừng gọi vô. Tôi nói thẳng luôn, cái mẫu người này là thích được chiều chuộng, thích được nuông chiều, giống như một đứa con út trong nhà. Người bạn gái phải là người chị, và cũng là người em, và là người mẹ, thì tay này mới chịu. Oh yeah. Oh yeah. Đúng không? Oh yeah. Dạ. Yep. Oh yeah. Hy vọng mọi người coi video này em sẽ tìm được một đối tượng đồng lạc. Oh yeah? Yes sir. Bây giờ ăn thích ăn của mình cái đâu? Cái gì cũng ăn được. Em thích ăn cái đâu hơn? À, đó. Em cũng vậy đó. Trong đời sống em chọn mà phụ nữ em thích người này người kia hơn thì chọn hoài không được. Râu mình gì cũng ăn hết. Oh yeah hả? Người phụ nữ nào cũng được. Miễn là phụ nữ là được. Thương mình là được. Oh yeah. Để cho mình thương được là được. Không cần chọn lựa tôi. Ngon. Rồi. Này nhỏ bảo luôn á. Món này món bia. Đó ngon. Nói về cái mà người đại hàng á. Dạ. Người ta mà mời rượu hay mời bia gì đó, người ta luôn luôn nắm cái mặt, cái mặt. Đúng rồi. Đúng rồi. Chứ không để cái mặt được. Cái dạ. Có kính á. Dạ. Em được học cái đó con khuôn người bạn đại hàng của em. Dạ. Nó hay. Thường thường người đến là phải rót cho người kia uống trước. Dạ. Ngon quá, cái này ngon lắm. Cái này ngon lắm. Cái này mặn. Bây giờ hỏi thiệt nè, sau này còn nữa hay là hết? Còn nữa. Còn cái gì? Khoai tây chiên. Khoai tây chiên ở đâu cũng có. Nhưng mà cái này là cái này cái là season làm cho tiệm này thôi. Ừ. Đó. Thử. Đó. French fry. Cajun fry. Cái gì? Đồng ý, khoai chiên đâu cũng có, nhưng mà đặc biệt là công ty này làm cái season này, cái mùi vị này cho cái kinh pháp hôn người. Dạ. Rồi trong khi chờ khoai tây chiên anh hỏi em một câu. Nữa. Oh yeah. Oh yeah. Nếu người ta con nhà nghèo, mình có chấp nhận không? No problem. Đúng rồi. Nếu người ta còn anh chị em đông có sao không? No problem. Nếu người ta có một hai đứa con có sao không? No problem. Nếu người ta còn cha mẹ? No problem. Nếu cái người đối tượng đó còn ở bên Việt Nam? No problem. Mình tìm hiểu rồi mình rút qua thôi. Yeah. Đúng không? Được. Nếu cái đối tượng đó ở bên như vậy Việt Nam được thì Âu Châu, Úc Châu, Canada được hết. Toàn thế giới. Nếu cái người đó không phải người Việt Nam mà là người Mỹ được không? No problem. Việt Nam thường trú. No problem. Lai Hoa. No problem. Lai Campuchia. No problem. Miễn người đó là người Việt là gái. Miễn người đó thương mình được rồi. Miễn người đó thương mình được rồi. Yeah. Hết lòng. Hết lòng. Không phản bội. Chân thành. Chân thành. Dùng chữ chân thành hay. Các bạn, ai nghĩ rằng mình chân thành tìm một cái cuộc tình. Á, à, mập được không? Nó phản không? Ốm. Chân thành. Không không, nó chỉ cái dốc dáng người đó. Chân thành. Cần chân thành thôi. Chân thành. Cần chân thành. Đơn giản cần chân thành. Mập, tôi chỉ cho cách làm ốm. Ê, sẵn để nói nha, tôi không có bán thuốc giảm cân nha. Ôi trời ơi, trên Facebook nó đem hình Dịch Thảo hồi đời nào tập thể dục ra. Nó dụ người ta bán thuốc giảm cân. Ồ vậy à? Vậy đó. Ồ yeah.
Oh yeah luôn. Oh yeah luôn. Thành ra nhiều người bị gạt lắm luôn. Nhanh mũi. Bless you. Bless you again. Nồng. Tôi á, anh á, một là thiệt lạnh, hai thiệt nóng. Mà nó hầm hầm nó nhảy mũi à, ngồi đó. Oh yeah yeah. Không sao. Ăn cay trời nóng, dạ. Cũng đi lạnh. Cho nên cần là cần cái chân thành. Đương nhiên nói vậy nói, nếu mà cái người xấu quá em cũng đâu có chịu, là tại vì đi đây đi đó gặp bạn bè rồi không biết giới thiệu làm sao. Không là vấn đề, không thành vấn đề các bạn. Thấy chưa? Cần cái chân thành, xấu đẹp không quan trọng. Đó. Hồi trẻ thì có thể. Đúng rồi, bây giờ lớn tuổi. Bây giờ là không thành vấn đề. Đâu có cần anh giới thiệu còn có nữa, thiếu gì anh giới thiệu còn được nữa đó. Muốn anh Thảo giới thiệu không? Để tự nhiên nó hay hơn. Ok, ok, ok. Thì đâu có gì anh nói cho người đó là gọi vô email nữa thôi. Cảm ơn chưa? Không có gì. Hình như cái chuyện này có kể rồi nè, cái vụ mà cái cô mà làm receptionist ở một cái hotel rất là đẹp, mà cổ không có bạn trai, không có chồng. Và đến một lúc thì cổ có chồng. Anh chàng đó không có đẹp, làm nghề lái taxi ở trước hotel. Tại vì tất cả nam thanh nữ tú hay là những người đàn ông dương giả có, rồi nói chung ở hotel những người cũng phải có tiền, có công ăn việc làm, phần lớn họ đã có gia đình. Còn những người trẻ họ nhìn cổ họ không dám tiến vào, tại vì nghĩ rằng cô này đẹp như vậy, tuổi này làm sao mà một mình được. Người ta ngại hay là... Đó, người ta không biết. Thì có một anh tài xế nọ hàng ngày, ảnh biết cô này không có gia đình, không có bạn trai. Thì cổ coi cái cô này, tới lúc giờ lên cái cổ mới, ảnh lại hỏi có muốn ăn gì, ảnh đi mua vô, chăm sóc lo vậy thôi. Cả làng. Và một bữa thì cô này mới hỏi tại sao anh này lo cho cổ như vậy. Cổ nói là cổ, ảnh nói là ảnh thấy cổ ảnh rất là thương mà ảnh không dám nói tại vì ảnh quá nghèo. Rồi nói tại sao anh lại lo cho tôi như vậy, nó tại vì cái tình cảm nó như vậy mà cái tánh tôi muốn lo như vậy. Thì cổ mới nói bây giờ anh có muốn đi ăn với tôi không? Cổ không, anh không dám. Rồi cô này năn nỉ, mời thật lòng ảnh đi. Và hai người nói chuyện thì quen nhau. Và ảnh mới biết là ảnh được cô này tránh để mà làm bạn. Rồi cổ chấp nhận cho ảnh cưới. Hai người sống rất hạnh phúc. Thì ra tại vì cổ quá đẹp, quá sang trọng, nhiều người không để ý tới. Trên không dòm xuống mà dưới cũng không dám dòm lên. Cái anh này ngang ngang xấu xấu vậy đó mà hết lòng chân tình, cái chữ chân tình, và hai người thành hôn được. Cho nên quý vị và bạn, chúng tôi nói chuyện đời chơi, nhưng nếu các bạn gái phụ nữ dùng cái chân tình của mình để mà chúng ta có một cái hôn nhân, đừng bao giờ nghe, tôi nói rất rõ, tôi nói gì cái có nhiều người nói đừng có chỉ tay. Đây là cái nhấn mạnh của cái câu nói của một người nói chuyện. Chứ nhiều người nói chuyện mà đưa tay chỉ gì là không có lịch sự với khán giả. Đây là cái nhấn mạnh. Có nhiều người thấy vậy nói, để tao dụng cha này, tao kết hôn trả đằng tao qua Mỹ rồi tao bỏ. Cái đó không được, nó không có chân tình. Người ta đã hết lòng với mình, xấu đẹp cũng được, có con cũng được, gia đình cũng được. Cái chuyện đó là do duyên. Ai có chân tình liên lạc với Thảo 714-414-3358 hoặc email cho Thảo mcvietthao@yahoo.com, tôi sẽ giới thiệu thép cho người đó. Oh wow. Yes. Oh yeah. Yeah. Oh yeah. Okay. Oh yeah. Không, anh Thảo thấy thương. Tại vì 50 tuổi rồi. Thà như anh 70 tuổi còn độc thân này. Không sao. Wow. Wow. Oh yeah. Không cần được chơi. Oh yeah. Trời ơi. Ủa. Ok, mình chờ cái gì đó. French fry. Oh yeah, French fry. Oh, ok, đây là Cajun. Đâu có biết được em, nhiều khi qua bữa nay có bạn gái hay có gia đình á. Đây là có cà chua. Oh yeah. Mình để riêng hay ketchup. Để đây thì chấm ha. Dạ được, dạ được. Đó, đây cho bên mình chấm. Rồi. Thì ăn cái không trước. À cũng là cái bột đó. Nhá. Canh phai tươi. Mới chiên. Dạ. Nhưng mà lúc ăn nóng mới ngon, đừng để hồi nó nguội hết ngon.
những cái bột, những cái bột đó vô những cái món ăn khác nó ra cái mùi khác. Đó. Ngon quá. Như vậy thì cái này nè, người lớn con nít gì được hết vô đây ăn chơi, ăn thiệt, muốn ăn mì được. Hình như nó công chiên, đâu có công chiên không hay là có? Không có công chiên. Có mì. Có mì. Cái mì lại ngon. Còn cái gì để ăn no? Còn gì để ăn no nữa? Ăn no hả? Ăn no, thực ra ăn con fit, ăn bắp, ăn khoai là no đó. No đó, no, no hết rồi. Mì xào, no. Mì xào, no. Rồi. Đây là nhiều khi thì cái món chính, cái đích gì mà nó thèm. Như vậy mình bữa ăn xong ha? Dạ, mà ăn xong. Rồi. Cảm ơn Thép đã mời anh Thảo đến để ăn tại Kitchen Crab. Cảm ơn anh đã đến với em, tụi em. Như thế này. Cái thành phố KD hay là Sugarland, Pearland, Richmond hay là những thành phố Galveston xung quanh lân cận ở miền Bắc, miền Nam, miền Tây, miền Đông của cái thành phố Houston là những thành phố phát triển. Thì cái highway 6 là một cái con đường rất dài. Con đường rất dài mà ra khỏi freeway 10 nó đổi thành tên khác, qua khỏi cái highway 99 là đổi tên khác rồi, đúng rồi. FM 91960 hay gì đó, đại khái vậy. Farm Market. Hay già đại khái vậy. Thì nằm ngay trên đường highway 6 này. Như Việt Thảo nói rồi đó, ở số 50-35 nha. Thì chúng ta sẽ có một cái Kick and Grab. Kick and Grab là tên của một thương hiệu đã được franchise. Ở California có, Dallas có, và bây giờ đây lần đầu tiên mới mở một năm sau cái đại dịch tại thành phố Houston. Mặc dù nó không nằm ngay trên đường Bel Air, nhưng mà từ Bel Air chạy đây quá gần luôn, không có xa xôi. Chúng ta đến ăn. Có người nói rằng Kitchen Crab là một cái franchise lớn, không biết như thế nào mà franchise lớn quá. Thì thay vì phải đi qua tới Cali để ăn, giống như những ngày đầu em tới Cali em ăn, em mới về em ở đây. Hay là phải lên Dallas, thì khi tới Houston mình vẫn ăn được như Việt Thảo đang ăn. Dạ vâng. Dạ. Thì ngày hôm nay, nhân cái dịp mà ăn đây rồi tình cờ biết khác cũng là chưa có gia đình. Mới một lần tan đổ vỡ với bạn gái gì khó tánh quá. Tôi mong muốn bạn gái nào đó đến thử cái khó tánh của anh chàng Thép này thử coi. Coi khó tới cỡ nào. Tôi dùng cái chữ nhờ mà nãy Thép nói là nghe giọng nói quen thuộc phải không? Dạ đúng. Là giọng qua. Di Tiểu Bảo. Đó. Thép nghe giọng nói không nhận ra Di Tiểu Bảo luôn, là người lầm tiếng Di Tiểu Bảo trong những năm 86-87 gì đó. Lục Vĩnh Ký. Lục Vĩnh Ký. Phải dùng cái chữ con bà nó. Con bà. Coi thằng cha này khó tới cỡ nào. Mình dùng tất cả tài năng của người phụ nữ. Mà cái quan trọng không phải là chỉ tài năng, công ngôn, dùng hành, mà là cái chân tình. Cần cái chân tình. Chỉ bao nhiêu đó thôi. Có thể có một cái lương duyên tốt, của đời sống tốt hơn cho Thép và cho những người khác nữa. Rồi. Ngày hôm nay Việt Thảo đến đây ăn đến đây cũng là đủ rồi. Và tôi cũng xin lỗi quý vị, tôi không phải là giống như đi review thức ăn. Ăn cho người ta thấy thèm, ăn cho người ta thấy đã, ăn cho người ta coi cái mình ăn. Nhiều anh em muốn vô coi ăn không, nói sao đứng nói chuyện hoài dã. Chúng tôi đây là reality show, là show thực tế, ăn uống nói chuyện bình thường, chờ đợi thoải mái. Nhậu. Nhậu. Cho nên quý vị và các bạn, ăn đâu cũng ăn. Muốn thử cái Kitchen Crab mà không cần đến Cali, không cần đến Dallas, ở Houston có, là này nằm ngay trên highway 6 này, 50-35 nha. Rồi. Có thể tương lai có thể có tiệm thứ hai. Ở đâu? Cũng đường highway 6. Ủa? 290. Là nằm ở đâu nữa? Highway 6 đi tới 290. Rồi, đó nha. Thì lúc đó Dược Thảo sẽ xuống đó review để giới thiệu cho quý vị và các bạn biết nữa. Rồi, ăn đâu cũng được nha. Ăn đây cho vui. Để chi? Cộng đồng người Việt Nam chúng ta mạnh hơn, giúp cho tiệm này đi mở thêm tiệm thứ hai mà thực sự không ăn cũng mở nữa. Dạ, cái tôi mở. Tại vì cái Kitchen Crab là franchise khắp nơi hết trên toàn nước Mỹ mà. Dạ. Rồi. Chúc mừng em. Cảm ơn anh. Bữa nay nên duyên. Chúc mừng quý vị và các bạn, nhất là các bạn gái. Hy vọng rằng các bạn nào coi video ngày hôm nay phổ biến cho nhiều người bạn gái biết. Oh, wow. Ai là người sẽ chiếm trọn cái trái tim của anh Thép ngày hôm nay? Chiếm trọn trái tim của anh Thép là được ăn tất cả thức ăn ở Kitchen Crab hoàn toàn miễn phí nha. Ủa? Ủa? Oh yeah. Ủa? Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Thank you and I love you. Okay. Cảm ơn Thép. Cảm ơn. Dạ. Thank you.
phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cho nên mình phải đi bác sĩ để khám định kỳ hay tổng quát để coi có bệnh gì không, để mà mình biết là mình trị, còn hơn đợi bệnh phát tác rồi mới chữa. Cũng như người ta nói rằng phòng cháy hơn chữa cháy, nên coi chừng củi lửa, đề phòng hỏa hoạn, chứ đừng đợi hỏa hoạn rồi mới chữa, lúc đó nhà nó cháy tan hoang rồi. Rồi bây giờ thêm cái câu là phòng dột hơn chữa dột. Mình phải đề phòng nước nó vô nhà làm hư đồ đạc hay ảnh hưởng đến đời sống của mình, còn hơn đợi dột rồi mới đi lột máy thì nó đã quá trễ. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ muốn vậy thì phải làm sao? Dạ muốn vậy thì quý vị có thể gọi cho con công ty A Plus Roofing số điện thoại là 832-738-9630 để con có thể inspect cái mái nhà của mọi người. Cái mái nhà không chỉ là cái mái nhà mà nó còn bảo vệ cái tổ ấm của mọi người nữa. Đúng rồi. Yeah. Mái chùa che chở hồn dân tộc nhưng mà mái nhà che chở mái ấm gia đình nha. Dịch Thảo hân hạnh giới thiệu công ty A Plus Roofing của Bảo sẽ chăm lo cái mái nhà của chúng ta. Nè, nói nghe nè. Oh yeah. Thảo ồ giá Vietnamese Cuisine là cái bến để Việt Thảo gặp gỡ tất cả mọi người. Xin kính chào quý vị, Alisa Châu là chủ nhân của Châu Insurance Agency, đã có hơn 30 năm kinh nghiệm để phục vụ cho quý vị về vấn đề Obamacare, Medicare, IRA, 401k, Life Insurance, Bảo hiểm nhân thọ, dân. Quý vị xin gọi cho Alisa Châu để giải quyết hoặc giải đáp được những câu hỏi hoặc thắc mắc của quý vị. Alisa sẽ tận tâm lo giải quyết cho quý vị những vấn đề thắc mắc của quý vị. Việt Thảo hoàn toàn tin tưởng vào Alisa của Châu Insurance. Cái tin tưởng này thể hiện ở chỗ là Việt Thảo là client, là thân chủ của Châu Insurance trong suốt bao nhiêu năm qua. Việt Thảo cũng mong quý vị giống như Việt Thảo để có được cái quyền lợi trên cái vấn đề sức khỏe cũng như vấn đề tài chính. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu Alisa của Châu Insurance ở Georgia, Atlanta.